Chào tất cả anh em nha, mình là Thành quay cách đây. Chào anh em quay cách nha. Thì có một số bạn nói mình cái vướng mắc cái chỗ bao dây thứ tự cách và cái đòi hỏi cái thực chiến, nói mình cái thực chiến thực tế. Thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em mọi cách vào dây thứ tự cách và cái làm thực tế trên cái một cái slide ha, xác định cấp chuẩn ha anh em, xác định cấp chuẩn đối slide. Thì đầu tiên mình ra bằng vẽ mới nhất của mình mới làm được thì ha anh em vào đây. Cảm ơn vẽ này là chưa biết thì cũng vào đây mở nha. Vẽ chắc của cô xa tháng 3 đây. Mình ra bằng vẽ mới nhất cho anh em thấy. Đây không có file anh em vào đây nha anh em. Và file nhưng mà on file nó sẽ hiện ra. Được. Đây PDF này anh em. Ok. Đó thì cái file mới nhất của mình mới cách à. Cái hạng mới cách đây. Mình đang tháng 3. Bán vẽ đọc người ta tháng 3 nhưng mà mới cách sáng chủ nhật rồi nha anh em. Thì cái con đang hơi nhỏ. Thì mình hướng dẫn anh em cách xác định chân đối với slide cách bị dạng hở nè. Bị dạng hở thì đối với slide đây á thì anh em đừng lấy cái vuông, thấy cái vuông đây mà mình lấy cái chuẩn ở đây là sai anh em. Đối với slide này á thì cái quan trọng của nó là cái mặt dưới đây nha anh em và hai cạnh hai bên ha. Thì lấy hai cạnh hai bên chuẩn thì sau này người ta chạy cái hai cái đường sóng của cái thanh trượt này nó mới chuẩn. Thì các chuẩn đem sẽ lấy các chuẩn ngay đây, chuẩn cái mặt đáy này và chuẩn tâm hai cạnh ha. Thì chuẩn mới sẽ định, thì chúng mới sẽ định ngay đây anh em, ngay cạnh này ha, ngay góc chuẩn này. Thì sau khi mình đã định góc chuẩn xong rồi thì mình sẽ định cái vùng cách của mình và góc chuẩn rồi có vùng cách của mình nè nè, vùng cách của mình đó nha, những cái nào cũng có mình số cho nên giờ thấy nha. Đây là cái tọa độ đỡ mu thôi ha, không không nè, đây là cái hiệp góc chuẩn của mình nằm trong tròn hay không. Thì đối với những cái biên dạng hở ấy thì anh em nên thoát cái biên dạng hở đó, có hai cạnh biên dạng hở ra có lớn hơn cái đường kính dây của mình nha, đường kính dây mình 0.25 ấy. Cái đường dạng thoát của mình đây là khoảng 5 nha anh em, mình thoát ra còn 0.5 thì nó là thoát ra khỏi hết cái đường kính dây rồi ha, 0.5 này. Ở bên cái biên dạng bên đây anh em tương tự nha, biên dạng và đây ra cái ra thoát là thoát ra 0.5 nha, tương tự nha anh em. Anh em có thể làm trong kết luôn nha, đây không cần một số đấy, anh em có thể làm trong kết luôn ha. Đây là mình cảnh để mình chưa làm kết nên mình hướng dẫn anh em này, anh em có thể làm trực tiếp trên kết xưa bằng vị là kết hết luôn và ra sức là về kết luôn ha. Đây nè, ok mình thôi cái con nè. Hôm nay mình hướng dẫn anh em là cách đặt dây, cách bao dây, cách điểm bao dây thứ tự cách và xác định cấp chuẩn của slide đồ. Đối với những cái slide đồ tương tự như đây anh em cứ làm xác định cấp chuẩn tương tự là không sai đâu ha. Và cái cách lập trình cách bị dạng hở và đặt bật lên đối với bị dạng hở luôn. Thì đó cái phần mềm Mastercam ấy thì thường thường đối với những cái bàn chữ U á anh em, thì bàn chữ U anh em sẽ tin về mặt vô thì anh em chọn góc chuẩn, anh em xoay không cấm cấm trường hợp mirror nha anh em. Mình ví dụ mình mirror, còn trường hợp mà cách thực tiễn thì anh em không được mirror nha. Một số trường hợp đặc biệt thì mirror nó không sai, nhưng mà một số trường hợp mà anh em nó có biên dạng nào rồi mà CC hoặc là EDM cách nào mà nó trường hợp đặc biệt thì anh em mirror được, nhưng trường hợp không đặc biệt thì anh em hoàn toàn đừng mirror nha. Tốt nhất anh em đừng mirror, anh em xoay nha, anh em xoay ra thì tốt nhất. Đây thì đây là cái phần mình lập trình để coi cho mấy cái AutoCAD, thì mình không ở phần mềm AutoCAD mình số đây không có nó tất cả nói nữa. Nó tất cả thì thường thường bằng mấy chữ U anh em có thể xoay lại nha, anh em dùng lần xoay xoay ví dụ như đi chọn cái này này để em vào để xoay đây xoay đây xoay đây rô to xoay đây. Đầu tiên anh em ví dụ mình chỉ em xoay anh em có thể xoay trong AutoCAD được, nhưng hay cho anh em vô đi xoay được ha. Anh em mua và xoay mình muốn cách bên đây thì anh em mình xoay 90 độ đi ha. Ok xoay 90 độ, ok
Họ xây chính của tổ của sang họ là chưa lý luận xây chữ đồ đang dập lại đúng anh chờ anh chờ một tí thấy nó bị hay bị lắc nó bị lát cái sao anh được lát đi rồi thôi xây chín mươi được à mình không có chỗ xây tới đây luôn rồi em. Dạ, mình không có cái chọn điểm xoay nào không sao nha anh em các anh em có thở cũng có thở anh em xoay trong kết cũng được ha đây thì mình xóa thành này đi cho anh em dễ thấy ha rồi phía dưới này đó thì nó vẫn về tốt nhất đầu tiên thì anh em tưởng mình muốn xoay thì mình xóa cái đường được ha mình đưa xoay thì là mấy chỗ của anh em sẽ tìm thường thường anh em sẽ tìm được bên cạnh này đúng không hoặc là để cái ô tô là anh em sẽ tìm thì mình đưa thì mình sẽ theo đi mình khẳng định cái góc chuẩn này anh em thì mình đưa cái góc chuẩn bây giờ góc độ nha anh em luôn luôn mình đưa góc chuẩn như góc độ nha đó à, thì anh em thấy mình thoát dây là 0.5 rồi 0.5 rồi không bây giờ mình đeo mình làm được đặt dây nha anh em đặt đến đây đặt dây muốn cách mình dưới, dưới trước để mình đặt dây vào đây tương tự đó. Thứ tự là dây và thứ tự mà lập trình là chỉ quyết định cái thứ gì thứ tự cách nha anh em phòng không chọn máy mình không nói nhiều điều nha phòng mình có rất nhiều máy anh em máy anh em thuộc dạng máy nào anh em chọn dạng máy đấy út chụp đi để mình có dạng máy làm thì mình máy đây okay, chọn này em chọn đi chế độ khác mình không cái độ thì mình vẫn còn tua nha nè ok thôi bồi đây là bồi là cái điểm kết điểm kết này à, qua cái trên bồi này. Trên bồi à, thường thường ở đây là ở phần mắt tất cả nó không hiện nhưng hiện đây là trên bồi và đây là bồi nha anh em ở đây nó hiện như trên bồi và trên hai không ha. Còn đối với phần mềm tại sao nó hiện là bồi và trên bồi ha tương tự cái thứ tự đặt dây và cái thứ tự mà lập trình thì nó quyết định là thứ tự cách nha anh em điểm bao dây và điểm kết điểm kết này điểm vào điểm ra này anh em ở đây anh em thì mình đi mình lập trình nhiều đó mình để cho đồ nó chọn quét ô tô còn bằng ít nó không có được đây mình không chọn ô tô ha trường hợp mà cái mấy chục lỗ nhiều lỗ thì biến dạng thì mình chỉ các bạn ô tô sao ha đây vâng cái đây là cái hai là để một rồi nha cái ba là hai lần một là cái offset lần một được từ kính nhập lên được kính dây enter đây cái lần hai được kính dây mới ấn để số 2 tí nữa anh em mình xuất ra mình chỉ cho anh em biết tại sao một hai như thế này enter cái này để không ăn tập thì đối với biến dạng hôm mình bọn cái tab được tab nghĩa là tab nghĩa tức là cái bốt lên anh em để dừng lại để mình lấy không rồi nó rớt ha hay là mình đi đâu đấy là mình quên chuối nó mình làm gì khác quên chuối nó là rớt này là nó không rớt mà là nó nằm trong nó hư hư cái biến dạng mình thì anh em bấm vào tab mà để mình thoát dây là 0.5 và cái đoạn còn lại là mình đã 0.5 đỡ mình lái thì anh em đỡ đi một ha anh em bấm vào ô ring nha đây ra vào tám này ra tab và một tin này đó ra là cái thô dừng với tab cái tab và cái tin à, anh em cái đêm chọn cái theo mình này cái đây là không thì chiều của đây sẽ chiều ha bấm vào tab mở rộng của tab anh em nhớ mở rộng tab nha rằng tập tức là cái thịt này còn dư lại để nó mình lấy á ăn cái còn chưa phải để mình lấy á ok anh em bấm vào đây nếu mà chọn hướng đây thì hướng kích mình tôi sẽ phá nha anh em ok overlap anh em cái bị nhận hơi overlap mình đã thoát dây là mình không cần đây nha và cái chỗ đây anh em đừng có sửa nha mình sửa đỡ tí nữa cái đầu dò nó hiện ra anh em dễ thấy nha anh em ok à. Trên bộ này trên này vùng cách trên bộ là điểm bằng dây bộ là điểm bằng dây vậy trên vùng cách anh em đó à, thì bây giờ mình chạy cho anh em hình dung chạy nha
À, chú ý cái chỗ nó chưa dừng lại này, nó có cái điểm dừng này nè. À, nó có cái điểm dừng 0.5, một tôi đây một đó là 0.5 đâu lái này nè, nghĩa là cách cái điểm mà điểm cuối cùng là một ly thì cái đoạn này 0.5 đúng không em? Ừ. Thì cái đây là khó dừng thấy thì mình sẽ chỉ nên bấm phím F á, nên em dễ dừng thấy. À, đây. À, người ta cái đoạn đây là dừng này nè. À, mình đỡ đoạn là một đúng không? Một thì là mình đi thoát ra 0.5 thì còn lại 0.5 dừng này, là cách này. À, cái chân đi chạy lại chạy lần hai à, mình mà không để cái tab mình phải canh lấy cực kế nha, mình phải để cái tab để cái bút một lên này ha, nó có một lên này chân này không à, một lên này à, vậy mà luật này đó tao đi bút lên này dừng anh em thì tuyến điểm không không á tab mà hay trong tôi tiếp tục bút lên hoặc bút lên còn kết lại là thì gọi là tao lấy điểm không không nó dừng anh em thì à, thì mình phải đặt cái bút lên để mình đi đều đi mình làm gì làm cho mình quên phát là nó chuyện gì anh em có cái đặt tắt này rất là khỏe mình rất tiện mình clip hôm nay mình đã hướng dẫn anh em gì ta hướng dẫn anh em là cách xác định góc chuẩn đối với biên dạng hở đối với slide này đặt slide lập trình các biên dạng hở cái bút tập tắt và wow, để mình tiếp theo để mình xuất chương trình cho anh em hình dung hiểu hình dung ha à đây xuất chương trình mình đặt trên ví dụ đặt trên đây lên laptop cho anh em hình dung nha thì nếu anh chọn máy thằng đốc thì nó sẽ xuất theo phải của bốn con nút nha còn anh em có anh em phải có cái file board của nhà máy nó đưa theo dòng máy của mình đó mình nhập luôn ha hai thì khi cái đăng là mình không cần số này mình có thể tính cái file board của mình được như anh em thử giao file board anh em chỉnh được nha mình không cần ví dụ như dòng máy của thì đây đó thì mình đã chọn góc chuẩn rồi thì cái chỗ G92 x không x không là mình chọn không x không nha em à, x không x không nha mà số gì đi rồi tương đối là mình sẽ tại vị trí góc này là mua tới vị trí đây này cái này nhớ này mình đưa ra 0.5 tại góc chuẩn không à, đó này và đối với cái phần đúng đây mình thấy nó là mời sẽ mười là 6 giây và cách lần một offset một à, tại em không anh em này thấy em không 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 em không tính là cái tab bơ của mình ạ à. Tính là cái tab bơ của mình ạ à. Và cái H2 S2 này thì nếu cái lúc mà mình nhập mình chỉ nên chỗ mà số lần cách cái mình nhập mà 22 1122 là chỗ đấy anh em mà không nhập thì lên 111 á thì nó chỉ ra là 101 anh em không nhập hai nó chỉ ra 202 hai cái máy nó không hiểu ha ở chỗ đây là mờ nên mua là kinh dây này mua di chuyển chỗ hai này anh em à. Thì mấy phần lúc lên thì cái mã nó format mã nó khác nhau này được không cái máy test thì máy của test đấy cái dòng đấy thì M20 sợi dây M21 cái dây nha anh em mà M không không giống nhau ha thì đợi cho anh em lên lại ha à. Ở đây cũng có phần mềm chỉ thứ được anh em phần mềm chỉ thứ những người tham kim cô anh em cũng có thể mô phỏng chỉ thứ được nha à. Thì chủ cái clip tiếp theo ấy mình sẽ hướng dẫn còn nhiều cái clip còn nhiều cái dạng lắm em dạng mà các auto với insert ồ, cách đối với những cái insert và lớn mình sẽ đặt tab hai đầu hay là đối với những cái xác định những cái góc chuẩn của cái cabin xác định những cái co nó dị dạng hoặc là các cái những cái pin nó gãy thì cái pin gãy nó quan trọng nên làm thường đối với các khuôn thì cái pin gãy nó khuôn nhôm á rất là thường hay gãy là cái rất khó cách thì đợt trước gần đây cũng có cái thằng đưa cái khung cùng số nó kết mà cái không được đưa mình ngón cái cầm tiếng 45 phút là xong thì cái cách lập trình nó phụ thuộc vào cách lập trình đấy anh em cách lập trình mình nó sao để mà kết ra nó nhanh gọn ha ở những chỗ đó cái không được cái đứt dây là sót dây đứt dây là không chạy được thì ra mình có tiếng thì những clip chuỗi clip của mình sẽ hướng dẫn hết cho anh em ha và hết những cái cách kết đó thì mình sẽ hướng dẫn đem cái những cái chuỗi clip thực tiễn thực thực tiễn ha anh em kẹo làm thực tiễn cho những cái con tớ luôn nha anh em.
Thì clip vẫn ở đây là hết, anh em là xem thấy hữu ích thì nhớ like, đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận clip mới nhất nha. Anh em nào mà biết rồi thì vui lòng bỏ lại clip cho mình ha. Bye, cảm ơn anh em nha.